Chào các bạn, xin được giới thiệu các bạn một tác phẩm tre huyền quái cực kỳ đặc biệt nha các bạn. Hiện tình trạng bộ rễ đang ra rất là ok nha. Đây các bạn thấy rễ này. Con quái cực kỳ dị luôn. Đây phần tay. Dễ đẹp. Hôm nay mình sẽ vệ sinh và trồng cái tác phẩm này nha các bạn. Các bạn nhớ theo dõi kênh và theo dõi kênh để mình sẽ update thường xuyên cái tình trạng phát triển của con quái này nha các bạn. Đây là một trong những phôi tre cực kỳ đặc biệt. Xin chào các bạn.